Ông đang mặc Bắc Âu ra đảo rồi ha anh? Ông đang làm công nhân trong nhà hàng, chắc giờ đang bưng nước cho khách em. Kinh tế phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế gì vậy? Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có phải là nền kinh tế tư bản không? Chắc chắn là không em. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế trong đó cái khối ngành nhà nước là nắm vai trò chủ đạo mà. Em thấy nền kinh tế thị trường theo hướng định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước Việt Nam mình nó còn rất là nhiều công ty của nhà nước nắm quyền kiểm soát sao? Điện lực nè, dầu khí nè, viễn thông nè, gì nữa ta? Những ngân hàng lớn nè. Truyền hình nè. Nhiều lắm mẹ ơi. Đa đảng tốt hơn hay một đảng tốt hơn? Một đảng tốt hơn em, đa nhiều cho nó rối đội hình nha. Nước mình còn nhỏ mà, một là đủ xài rồi, từ từ nước mình nó bự đi nó giàu đến sao. Giờ nước mình chưa giàu đừng quan tâm mấy vấn đề đó. Ok, bữa hổm em coi clip ông Nguyễn Văn Thiệu nói tiếng Anh phong thái đỉnh đạo. Nói chung của em phải hiểu như vậy, làm lãnh đạo một nước á, quan trọng á là mang lại cho nước mình, đúng không? Trước á là độc lập tự do, sau là cường thịnh và phát triển. Chứ là một lãnh đạo một nước á, không cần phải đi solo tiếng Anh mà em hiểu không? Mà hơn nữa đó, ngày xưa cái thời Việt Nam Cộng Hòa là chư hầu của Mỹ, thì ông Thiệu ông nói tiếng Anh hoài rồi, ông nói quen rồi, thì ông nói bình thường không gì lạ hết em. Chừng nào ông nói tiếng Trung Quốc hay đi thì ông mới giỏi, đúng không? Tại vì ngôn ngữ nào cũng biết. Còn cái chuyện mà mình phát biểu ra một cái câu á, mình phải hiểu được cái lịch sử, được cái nguồn gốc và cái vai trò của người đó trong cái giai đoạn đó là cái gì. You know? À. Em biết cái thời chiến đó là bèo bèo á, là kể cả quân đội Mỹ, đồng minh các thứ trên đời đó là phải 600.000 người ở cái thời điểm cao nhất. Mà em nghĩ coi, 600.000 người á, mà cứ ở trong một cái Sài Gòn quận 1, quận 3, quận 5 nhỏ xíu mà con nhỏ bán cà phê nó nói tiếng Anh còn hay, nó nói chi ông Thiệu em. Đó, phản biện về cái chỗ nào không phục không? Nó phản biện mới tung nửa chiêu thôi nha, nửa chiêu là giải thích trên vấn đề của ông Thiệu thôi, chưa nói thêm vấn đề khác. Anh coi Việt Nam qua chứ anh chưa em ơi, trời đất, cái phim đó anh biết lâu rồi, không có thời gian coi này chứ. Anh này coi phim gái gú nhiều thôi chứ nhà phim chiến tranh là biến coi không. Em vừa coi clip một mới đây một cán bộ bị đánh ghen, ông ta móc súng ra đe dọa và bắn người dân chứng kiến. Chuyện bình thường khi người ta bị quýnh rồi, người ta này nọ kia, cứ xác minh cái tính thật sự của clip đó có được như đúng đúng như phần trăm, rồi cảm thấy có tội hay gì đó đem về đồn hỏi chỉ rõ rõ ràng coi sao. Mấy nước Bắc Âu phúc lợi xã hội nhiều quá, người dân có xu nhu cầu sống hưởng thụ. Nói chung anh là cái quan điểm của anh nó vậy mấy em, cái quan điểm của anh nói thiệt cho em á, nói về đất nước nó phải mạnh chứ không, nó giàu thôi nó chưa chắc nó mạnh đó. Những cái nước Bắc Âu á, em gom em coi dân số nó bèo bèo chừng từ 6 triệu tới 10 triệu người thôi, nhỏ hơn cái tỉnh thành phố, nhỏ hơn cái tỉnh tỉnh thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì nó giàu đó đó, nhưng mà nó mạnh, nó không mạnh đâu, nó mạnh nhờ cái hiệp ước nha. Chẳng qua nó có hiệp ước NATO của nó thôi, chứ còn một dân tộc mà nó độc lập tự cường nó vẫn mạnh nhất kia. Em hiểu ý anh nói không? Đúng không? Việt Nam 94 triệu dân đâu phải thường, có lực lượng vũ trang này nọ, có thành tích kháng chiến đó. Nên những cái nước mạnh á thì anh không bao giờ bàn mấy Bắc Âu Bắc Ít cái quỷ đó. Singapore, Singapore gì đó, cái bà nó nhỏ xíu bạn gì trời. Bàn là bàn cỡ Trung Quốc, bàn là bàn cỡ Mỹ, bàn là bàn cỡ Nga,
Pháp, Anh, Đức, không? Iran, Triều Tiên. Đó, bạn mấy con cọp đó mới đã chứ. Ấn Độ, Pakistan. Đó, bạn mấy con cọp đó mới bạn chứ, bạn mấy con nước chút xíu nhỏ nhỏ gì. Tới hồi chiến tranh nọ nổ ra nó bỏ nó chạy tán lạng hết. Hot hit gì. Nước nào 6-7 triệu người, ví dụ ngu. À đúng, cái này làm tôi giật mình, mày từ từ cho chút mấy bạn. Thằng này làm tao hết hồn. Bắc Âu ví dụ như Thụy Điển đi, tao tra luôn. Thụy Điển, Na Uy, Na Uy nè, Na Uy có người đẹp vô Na Uy luôn em. Mày làm tao hết hồn mày. Không biết nhớ có sai không, đứa nhỏ này thiệt tình, anh với già cả. Nhớ không, không phải thôi mày chửi anh với ngu luôn. Dữ. Thụy Điển tiếng Anh là gì ta? Sweden phải không ta? Không mà có như Thụy Điển đại cho rồi đi, mình tiếng Việt, mình là dân Việt mình xài tiếng Việt. Ok, đâu rồi Thụy Điển, dân số 9 triệu người 2000, dân số 9,9 triệu người 2016, thì bây giờ nó 2017 cùng lắm nó 10 triệu thôi, mày khó như con chó đúng không mấy bạn. Nè Thụy Điển nè, ủa sao tự nhiên nói Na Uy mà sao Thụy Điển ta, đúng không mấy bạn. Bạn vô là Thụy Điển nè, diện tích bự hơn Việt Nam, diện tích 450.000 km², để coi múi giờ không quan tâm dân số đâu rồi. Dân số ước lượng 2017 10 triệu. Trời đất ơi khó như con chó. Từ từ còn Na Uy nữa. Na Uy là Norway đúng không? Khổ thế chứ. Na Uy nhiêu đây? Diện tích nhiều, diện tích 323.000 gần gần Việt Nam nè. Dân số nhiêu trời? Dân số 5 triệu 267.000 người. Trời ơi, tao nói sai chỗ nào mày? Làm tao hết hồn mày. Phải vô tra Google chứ không tưởng là mình nói hớ. Thôi khổ thế chứ. Vậy là anh nói đúng mà nó chửi anh ngu. Vậy là những lời nói của nó sau này không có giá trị nha mấy bạn. Đó, anh tốn công Google anh phản đam cho nó tất cả những lời nói sau này của nó vô giá trị. Ok. Rồi, để sẵn Google đây một chút nào ấy, một chút nào mà làm giật mình tao tra nữa. Việt Nam Cộng Hòa không còn là ngụy nữa đó anh. Trời đất ơi, bản chất một con người, bản chất một cái mà Việt Nam Cộng Hòa đúng không, là chế độ, bản chất của một chế độ sao thay đổi được em? Có thay đổi chứ là thay đổi cách kêu thôi nha, chứ không thay đổi được đâu em. Anh có cảm giác nghĩ sao với bọn chống phá anh? Đương nhiên chống phá là mình không ưa rồi mà, mình không ưa thôi nha. Mình xây mà nó phá hoài, xây chừng nào mới xong trời. Nó ngu như mấy thằng CCCD. Tiếp tục đi mấy bạn. Làm anh Duy giật cả mình. Đúng là giật mình thiệt chứ bộ. Trước sau anh không bên sư phạm, anh giống thầy giáo. Sư phạm rồi đó anh thi rồi đấy chứ. Anh sư phạm toán luôn mà có một cái thấy ngành giáo viên nó không không được giàu lắm em. Nên anh mê tiền anh bỏ ngành nha. Nói thiệt ra là như vậy. Lúc trước em cứ tưởng anh là ba que cơ. Em dựa vào cái gì em tưởng anh ba que? Em thật không ưa mấy cha xứ nói chung, toàn tư tưởng phản động bậy rồi. Không phải ai cũng vậy nha em. Có người này người kia. Anh Duy mời chú súng răng bên Đan Mạch bàn luận tiếp đi. Một người đã bỏ anh chạy có cờ luôn, em nghĩ có dám quay lại hay không? Em muốn tập thưởng súp BBT nha em. Còn đóng phim không anh? Còn em. Một tướng Mỹ họ bảo cho tôi thà đổi tất cả lính ngụy quân ngụy quyền và binh lý Mỹ để đổi lấy 200 lính cộng sản Simo. Anh có ý định cắt tóc không anh? Không em. Tiếp tục đi mấy em ơi. Nữ thần tự do cờ Mỹ đâu? Ngụy Quốc là nước nước của họ Tào thời Tam Quốc.
Việt Nam Cộng Hòa không xứng đáng gọi là ngụy. Ủa vậy chứ gọi là cái gì? Má lai hoài không chán à. Mày nổi tiếng như tao mày cũng lai hoài thôi. Chẳng qua mày cùi bắp không ai thèm coi thì mày nghĩ vậy đó. Đúng không mấy bạn? Trần Dần is the best. Nói về gái gú chơi nha. Bậy gái gú để yêu chứ không phải để chơi mà. Anh không cắt tóc nhìn mặt ngu lắm anh. Nói chung mặt anh ngu thì cha mẹ em tán bật tay vô mặt em á. Cha mẹ nó mày ngu được nữa, thằng Duy Nguyễn tao có xe hơi 3 tỷ 6 chạy rồi. Bảo đảm là ở dưới quê tao là số 1 luôn. Dưới quê mà chạy mẹt 3 tỷ 6 đâu phải vừa em. Ai biết được 3 tỷ 6 mẹ em ráng bán lúa, thêm 400 triệu được 4 tỷ, mua con S400 thường sao? Nói trực tiếp với anh được không? Dạ không anh ơi, bữa nay cái nhu cầu sinh lý của em lên cao, em có nhu cầu đi tìm gái thôi anh. Em có nhu cầu tìm gái thì anh thông cảm nha. Tờ rim bé có ảnh hưởng quốc tế không anh? Không em, nếu mà nói chim bé ảnh hưởng quốc tế thì tờ Nhật Bản đâu có tiếng trên thế giới em. Nha. Nay mẹ. Gì? Nay mẹ tăng a mày nổ vậy, gì nổ ba. Trời ơi mẹt mà nổ bây giờ nói chuyện. Ủa thấy mẹt lạ lắm các bạn. Bạn mẹt mà thấy lạ chứ nhà mình hai chiếc nha. Để dưới hầm bữa nào tới kia coi coi chơi nha. Chứ nói thiệt chứ bạn ở bên Bắc Âu nó giàu giàu thiệt chứ không biết được bao nhiêu thằng có hai chiếc mẹt nha. Nó không biết thiệt. Anh nói chuyện sâu xa mắc cười VKL. Anh dạo này không solo với Thùy Dương. Chắc có lẽ Thùy Dương thích trisome, threesome, foursome chứ không thích là solo em ơi. May bắt làm sao anh? Già già chút xíu đi may bắt em. Ru một cùi bắp không có bán em. Lắc quá anh ơi. Ráng coi chứ biết sao giờ em. Nó hỏi hỏi nó coi biết mạt nước nào sản xuất không anh. Em hỏi nó của Mỹ đó. Mua súp BBT được chạy thử S400 cúp không anh? Không em. Vui thôi đừng vui quá nha. Anh có cách trị bạn gái hay hờn giận không? Quăng cho nó cái thẻ Park Sun em. Mới có một con 2 tỷ, một con 7 tỷ, nay nổ thêm con hơn 3 tỷ à. Trời đất ơi thằng này nó ngu mà nó ngu có quá trình luôn mấy bạn. Thằng này nó ngu mà đến nỗi là cái thần kinh nó bị kẹt xe giữa đường á, nó nghe không kịp hiểu mấy bạn. Nghe. Hồi nãy mình nói cái thằng kia nó chửi mình ngu á bạn, thì bạn chửi được câu mình ngu là về cha mẹ bạn tán cho đầu bạn liền. Tại vì cha mẹ bạn sẽ nói rằng tại sao mày không ngu được như nữa thằng Duy Nguyễn, để tao có cái xe 3 tỷ 6 tao chạy. Thì Duy Nguyễn có cái xe 7 tỷ 2 thì thằng đó nó ngu hiểu được nữa, Duy Nguyễn là cái xe 3 tỷ 6 chạy. Còn thằng này nó nghe ba chớp ba nhá mà cái đầu đất cái đầu nó chứa phân bón thuốc trừ sâu gì đó bạn. Nó nghe nó nói Duy Nguyễn có chiếc 3 tỷ nữa, thiệt tình trời ơi thiện tay. Mẹ mày đau háng chưa tới mà cha mày đau lưng chưa đủ cử hay sao mà bắn không có sâu, mới vòng ngoài không vậy trời. Ra cái sản phẩm gì đó hả? Lẹ lẹ đi mấy em. Anh có quan tâm đến các động thái gần đây của ông Tập Cận Bình không anh? Quan tâm thì có quan tâm em. Nhưng mà ông đó dữ quá. Tự nhiên trên đời sao đẻ ra ông Tập Cận Bình này. Nguy hiểm VL. Nay con mẹt mê bách giá nhiêu anh? Đâu lên giá đây. Mẹt mê bách có 3 phiên bản. Cái phiên bản 650 thì chưa về Việt Nam anh chưa biết nha. Còn cái phiên bản mà mê bách 400 thường thì nó cỡ cỡ con mẹt cúp của anh á, ngang ngang giá cỡ đó. Còn cái con mê bách mẹt 500 á thì giá chưa phí trước bạ đó là khoảng 10 tỷ rưỡi. Còn con Maybach mà S4 S600 đó chưa phí trước bạ là 14 tỷ nha. 14 tỷ, còn tùy vào cái mối quan hệ khách hàng VIP hay là khách hàng sao nổi tiếng không nổi tiếng thì mẹt nó bớt chút đỉnh nha. Anh cạo râu đi, anh đẹp trai lắm. Con mắt mày bị loạn thị hả? Mày nhìn thấy râu anh luôn á hả?
hiếm có ông nào cơ bắp mà nó còn quan tâm tới chính trị. Có, cũng có đó, cơ bắp quan tâm chính trị mà theo đường chánh em chưa thấy, mà đường tà thấy nhiều rồi đó. Mỹ Triều gặp nhau ở Việt Nam anh biết chưa? Cái đó là mới tin đồn thôi, mới chưa có xác thực. Những cái gì tin đồn thì mình đừng nên nói. Chia sẻ vài bí quyết cua trai đi nơi trời đã cơ tướng bốc lửa mà ướt nhẹp là con trai tự lại luôn à, khỏi cần cua em. Anh bán thực phẩm chức năng tăng cơ giảm mỡ hả? Cái gì cũng có bán em, nhưng cái gì cũng có bán. Anh định mua Range Rover không anh? Thích thì cũng có thích, nếu mà hết chỗ để xe rồi em ơi. Bây giờ anh có 2 chiếc mẹt, mỗi lần anh đi lên công chuyện mà anh còn cầm lộn chìa khóa nữa. Vô cầm lộn chìa khóa đó, nó là key not detect, nó thua luôn, chạy lên lấy lại mệt cũng chết. Đeo cặp kính xấu vải lờ, trời đất ơi, chắc mẹ mày tán vô đầu mày nữa rồi. Mẹ mày sẽ nói trời đất ơi, thằng trẻ trâu, mày dốt kiến thức thì mày giấu trong lòng đi, mày nói ra để chi thằng Duy Nguyễn nó chửi. Mày mà gọi là xấu như được như cái cặp kính mày mà xấu được như nữa thằng Duy Nguyễn á, là mày bán cặp kính của mày cũng được gần 10 triệu bạc rồi con. Chứ ai giờ đeo đâu mà đeo hai cái con ốc vô, mà con ốc có à, chưa chắc gì giờ 60.000 tiền gọng, 101.000 tiền lộn lộn mẹ. 60.000 tiền trồng, 101 tiền gọng, nguyên cặp kính mày chắc chừng 170. Trời ơi, thua luôn. Bởi cái thứ ngu mà nói chuyện nó không biết nhìn hàng mấy em. Nó không biết đâu là hàng đẹo mà đâu là hàng đẻo, mà đâu là hàng hiệu, đâu là hàng nhái Trung Quốc mà đâu là hàng đẳng cấp của châu Âu. Thua luôn. Đời hơn nhau có 2 chữ kiến thức thôi. Thí dụ như bạn có kiến thức, bạn không có tiền, không ai chê bạn nhục hết. Còn đằng này bạn vừa nghèo mà bạn vừa ngu nữa, thì cái đó bảo đảm với bạn, thiên hạ khắp nơi trên thế giới không có ai có thể đồng tình được cho bạn hết. Có tính mua máy bay riêng không anh? Thôi lấy máy bay chung được rồi, máy bay riêng chi ba. Kính thường 150k thôi á, còn kính mát ở thấy ngoài đường bán 15k 2 cái em. Giờ tướng em không bóc chỉ ướt thôi được không anh? Không em, gái ướt đầy không bóc vứt. Kính 20 triệu, gần 20 thôi, chưa tới 20 nha. Có cái kính bằng vàng nữa, và ở ngoài 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 cái tiệm gì bên ngoài trên đường Điện Biên Phủ các bạn bán kính bằng vàng cái gọng không gần 100 triệu, bạn chín mấy triệu á. Ông này ngáo ngáo nữa, mẹ mày tán vô đầu mà nữa, mày ngáo được như nữa thằng Duy Nguyễn rồi. Giờ mày có miếng đất mấy chục tỷ rồi, sao mày khôn chi vậy? Tao đẻ mày thôi, tao đẻ trứng vịt tao ăn khỏe cho rồi, giờ đỡ nghe người khác nó chửi. Mà đau một cái nó chửi đúng nữa chứ. Sao bữa nay mà không có gọi là không có cờ Mỹ, không có nữ thần tự do mà có mấy con trâu con này vô hoài ta?